quý vị, chúng ta ai cũng có mơ ước, nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Nếu mơ của chúng ta không gọn gàng, mơ của chúng ta không có hạn định, và mơ của chúng ta cũng không thể nào lớn hơn những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe. Vì vậy, tôi xây dựng trong tiềm thức mình về những chuyến du hành trong mơ. Sau đây, tôi xin mời quý vị hãy cùng tôi du hành trong mơ tới quảng trường Kim Nhật Thành. Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, lớn thứ 16 thế giới, có diện tích khoảng 75.000 m², có sức chứa hơn 100.000 người, là nơi tập hợp chung cho các cuộc meeting, vũ hội, duyệt binh, và cũng là nơi thường xuyên được chọn để các phương tiện truyền thông lên sóng cho cả thế giới biết đến. Quảng trường Kim Nhật Thành là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Triều Tiên, được đặt tên theo cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, lãnh tụ vĩ đại sáng lập ra Đảng Lao động Triều Tiên. Khi đến nơi đây, chúng ta sẽ trải nghiệm một chuyến du lịch đầy thú vị. Quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị.